nhằm giúp khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng hơn với dự án. Chủ đầu tư Danco Group vừa chính thức áp dụng chính sách hỗ trợ ngân hàng cho khách hàng đặt chỗ thành công tại dự án. Theo đó, Danco Group sẽ hỗ trợ lãi suất ngân hàng 0% tới 18 tháng khi khách hàng đầu tư vào dự án Danco City qua 4 ngân hàng là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB. Bên cạnh đó, Danco Group đang có chính sách đặc biệt miễn phí 3 năm thuê mặt bằng với các căn shophouse dọc đại lộ Champs-Élysées dành cho các nhà đầu tư kinh doanh.